Nếu như mà Joe Biden thật sự trở thành tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ thì có tốt cho thị trường chứng khoán, có tốt cho thị trường tài chính hay là không? Bắt đầu từ năm nay thì các bạn đã thấy là sau khi mà dịch bệnh xảy ra hồi tháng 3 thì những cái mảng đầu tư là đi cùng một xu hướng chúng ta nói tới cổ phiếu, chúng ta nói tới trái phiếu, chúng ta nói tới vàng, chúng ta nói tới Bitcoin thì đều đi cùng một xu hướng. Tại sao thì cũng rất dễ hiểu tại vì nếu như một nhà đầu tư mà đang lo lắng về tương lai và họ nghĩ là họ cần tiền mặt thì họ sẽ bán đi những tài sản trong tay cho dù đó là trái phiếu cổ phiếu Bitcoin hay là vàng đều cũng sẽ bị bán hết cho nên chúng ta dẫn đến cái việc là các mảng đầu tư trong vòng mấy tháng qua là đi cùng một cái xu hướng và trong ngày hôm nay chúng ta nhận được một cái bản khảo sát đây là bản khảo sát được đưa ra bởi New York Times và trường đại học Siena thì bản khảo sát này cho thấy được là Joe Biden đang dẫn đầu với 50% và sau đó là tổng thống Donald Trump là đi sau với 36 Tôi nhiên là chúng ta thấy là ở thời điểm này còn rất là sớm để chúng ta có thể đưa ra bất cứ một cái dự đoán nào là ai sẽ là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Cho dù là các bạn đến gần ngày bầu cử thì cũng không thể nào biết chắc chắn được ai sẽ là tổng thống. Như là các bạn thấy năm 2016 thì tổng thống Donald Trump để cho chúng ta một cái bất ngờ. Nhưng mà cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây là chúng ta sẽ không nói về chính trị mà chúng ta sẽ nói về những gì đã xảy ra trong lịch sử cũng như là giả sử như là Joe Biden trở thành vị tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ thì lúc đó sẽ ra sao tại vì các bạn thấy là ngày hôm nay chứng khoán đã đi xuống rất là nhiều chúng ta nhìn vào những chỉ số của Hoa Kỳ thì chỉ số Dow Jones ngày hôm nay đã xuống hơn 700 điểm xuống 2,72% S&P 500 đã xuống 80 điểm xuống 2,59% và Nasdaq đã xuống 2,19% Và một số người nói là lý do tại sao mà chứng khoán đi xuống Thì một phần là liên quan tới dịch bệnh Đó chính là điều mà chúng ta cũng sẽ nói tới trong cái video này Nhưng mà một điều khác nữa là liên quan đến Joe Biden Nhiều nhà đầu tư bây giờ lo lắng là nếu như Joe Biden trở thành tổng thống Thì sẽ đưa ra những cái quyết định không tốt đối với thị trường tài chính Và chúng ta cũng không kết thúc ở đây Các bạn thấy là ngày mai thì những thị trường hợp đồng tương lai pre-market thì Dow Futures bây giờ là đang xuống 0,73%. S&P 500 Futures thì xuống 0,67% và Nasdaq Futures xuống 0,4%. Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2020 và là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ. Chúng ta mới đây đã bước vào giữa tuần và Việt Nam thì lúc mình làm cái video này thì giờ Việt Nam là 10 giờ 8 phút sáng ngày 25 tây tháng 6 và là ngày thứ năm. Và chúng ta hôm nay ngoại trừ việc liên quan tới Joe Biden thông sẽ nói một chút cái cập nhật liên quan tới dịch bệnh và ảnh hưởng đối với thị trường tài chính cũng như chúng ta sẽ nói tới một số những tin tức liên quan tới thị trường crypto chúng ta sẽ nói tới công ty KPMG chúng ta sẽ nói tới một số những cái tổ chức mà đứng sau lưng những cái vụ hát chỉ dùng mấy năm vừa qua và cuối cùng chúng ta sẽ nói tới à, tài liệu liên quan tới đồng EOS và Plus Token nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ, tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Ở thời điểm bây giờ thì có rất nhiều nhà đầu tư lo lắng là nếu như mà Joe Biden thực sự trở thành tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ thì sẽ không tốt cho thị trường tài chính. Tại sao thì có hai lý do thì sẽ chia sẻ với các bạn. Lý do đầu tiên đó chính là nhiều người nói là bây giờ Joe Biden đang hứa hẹn rất nhiều là nếu như mà ông ta trở thành tổng thống thì ông ta sẽ thay đổi là những cái cải cách liên quan tới tài chính, đã được đưa ra bởi Tổng thống Donald Trump và đặc biệt chính là dấu ấn để lại của Tổng thống Donald Trump liên quan tới cái thuế cải cách năm 2017 cho những cái công ty và Joe Biden nói là cải cách đó sẽ bị hủy bỏ và cái thuế mà những công ty phải đóng có thể là lên tới 28% và điều này nghĩa là gì điều này nghĩa là nếu như những công ty mà phải đóng nhiều thuế hơn thì thu nhập của họ sẽ bị giảm xuống như là công ty Goldman Sachs Goldman Sachs là một cái công ty đầu tư rất nổi tiếng trên thế giới và rất là đồ sộ ở Hoa Kỳ thì Goldman Sachs nói là nếu như mà Joe Biden làm được điều này. Chúng ta trước hết không biết được Joe Biden có trở thành tổng thống hay là không. Và thứ nhì nữa là chúng ta cũng không biết được là nếu như mà Joe Biden thành tổng thống có thực hiện được điều này hay là không. Nhưng mà giả sử như hai điều đó là được có nghĩa là Joe Biden thành tổng thống và sẽ thay đổi cái luật thuế và đẩy thuế của những công ty lên 28%. Thì năm 2021 những cái thu nhập của công ty Goldman Sachs sẽ bị giảm xuống chia theo là tỷ lệ cổ phần từ 170 đô xuống còn 150 đô. Không những như vậy mà những công ty khi mà họ trả nhiều thuế hơn có nghĩa là thu nhập của họ sẽ bị kém đi. Thì những cái vấn đề liên quan tới trả lời cổ tức, những điều đó cũng sẽ bị giảm xuống. Và nếu như mà không có lời như trước đây thì liên quan đến là họ sẽ mướn bao nhiêu người và trả lương ra sao. Cho nên các bạn thấy được là thuế liên quan đến những công ty là một cái vấn đề rất là quan trọng. Lý do thứ nhì đó chính là liên quan đến việc thay đổi tổng thống thì dựa theo thống kê được chia sẻ bởi Bank of America tài liệu từ năm 1951 cho tới ngày hôm nay thì mỗi lần mà chúng ta thấy có sự thay đổi tổng thống và thay đổi luôn đảng thì thường có nhiều biến cố trong thị trường tài chính chúng ta hãy nhìn vào tài liệu được chia sẻ bởi Bank of America và đây chỉ đơn giản là những cái tài liệu liên quan đến tài chính thường muốn chia sẻ với các bạn thông qua những tài liệu lịch sử chúng ta sẽ không nói tới những cái điều liên quan đến chính trị trong video này và các bạn thấy là mỗi lần mà có sự thay đổi tổng thống mà thay đổi luân đảng có nghĩa là tổng thống trước đó là đảng Dân Chủ và thay đổi thành tổng thống đảng Cộng Hòa hay là ngược lại thì có nhiều biến cố như là chúng ta nhìn vào thống kê thì mỗi một lần mà chúng ta thấy là thay đổi từ đảng Dân Chủ qua đảng Cộng Hòa thì chúng ta thấy là trung bình thì 3 tháng sau đó thị trường chứng khoán đã tăng lên và ngược lại nếu như mà chúng ta thấy cái sự thay đổi là từ đảng Cộng Hòa qua đảng Dân Chủ thì 3 tháng sau đó chúng ta thấy được là cổ phiếu lại đi xuống và lịch sử cũng cho thấy được rằng là nếu như chúng ta có cái tổng thống đương thời mà được tái đắc cử thì cái sự dao động trên thị trường tài chính sẽ bị giảm đi hơn là chúng ta thấy cái sự thay đổi tổng thống như là các bạn thấy thống kê của tổng thống Obama là hai nhiệm kỳ, tổng thống Bush hai nhiệm kỳ, tổng thống Clinton cũng hai nhiệm kỳ thì nếu như mà được tái đắc cử thì chúng ta sẽ thấy được là thị trường sẽ bớt dao động. Thì tại sao thường nghĩ là các bạn cũng có thể đoán ra được là tại vì thị trường tài chính rất là lo sợ những gì mà không biết khi bạn thấy là cho dù là chúng ta có tin tức xấu thì ít ra thì thị trường chính cũng có thể là có những cái chiến lược liên quan đến làm sao để mà đối đầu với những tin tức xấu đó. Khi mà chúng ta không biết được là kế tiếp sẽ ra sao, không biết được là ai sẽ trở thành tổng thống kế tiếp và sẽ có những cái luật gì liên quan đến thị trường tài chính thì chúng ta rất là khó để mà đoán biết được là phải làm như thế nào và điều này sẽ làm cho nhiều nhà đầu tư lo ngại và họ sẽ tiếp tục lưu trữ tiền mặt Chúng ta cũng đã nói tới trong cái video ngày hôm qua, các bạn đã thấy là bây giờ cái số lượng tiền mặt được lưu trữ bởi người dân ở trong những ngân hàng đã lên tới 2.000 tỷ đô la và cái số lượng tiền mà không tham gia vào thị trường tài chính chỉ lưu trữ trong những cái quỹ đầu tư money market đã lên tới 5.000 tỷ đô la một phần là bây giờ tại vì mọi người đang lo lắng là kế tiếp sẽ ra sao liên quan đến là chúng ta có công việc làm hay là không và tổng thống kế tiếp sẽ là ai và sẽ có những cái chiến lược tài chính như thế nào đây là hai lý do mà chúng ta thấy là tại sao nhiều nhà đầu tư bây giờ đang lo ngại là nếu như mà Joe Biden thực sự trở thành tổng thống thì sẽ không được tốt cho thị trường tài chính. Đây có phải là nguyên do chính dẫn đến là cổ phiếu đi xuống ngày hôm nay hay là không? Thì đây không hẳn là lý do chính, tại vì chúng ta sẽ nói tới lý do thứ nhì, đó chính là liên quan đến dịch bệnh. Nhưng mà một điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn là mặc dù là ai làm tổng thống đi nữa, thì một người cũng không thể nào mà có thể đẩy thị trường chứng khoán lên hay là xuống. Các bạn sẽ thấy được là có rất nhiều yếu tố, như là chúng ta sẽ nói tới lãi suất, chỉ nói tới là những quyết định được đưa ra từ Fed cục dự trữ liên bang của hoa kỳ cũng như là chúng ta sẽ nói tới những cái chiến tranh thương mại giữa các nước đây là những cái yếu tố mà sẽ dẫn đến thì chứng khoán tăng hay là giảm chứ không phải đơn giản là người nào làm tổng thống thì thị trường sẽ phản ứng ra sao đây chỉ là một trong những yếu tố tôi nghĩ dịch bệnh mới chính là cái lý do dẫn đến cái sự xuống giá của những chỉ số cổ phiếu ngày hôm nay nhưng mà nào mà theo dõi thuần trên mạng xã hội thì cũng đã thấy thông đăng một cái bài viết ở trên Facebook, Twitter và Telegram nói là tiểu bang Florida đã xác nhận ca nhiễm đã tăng lên 5.508 ca vào ngày thứ ba. Đây là một cái kỷ lục mới và hiện tại tổng số ca nhiễm của Florida đã lên tới 109.014 ca và tỷ lệ nhiễm đã tăng lên tới 15,91% từ cái mức là 10,82%. Và những bên nào mà có hứng thú muốn theo dõi thuận trên mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức của Facebook, Telegram và Twitter. Các bạn có thể theo dõi để thấy những bài đăng mới nhất từ Thuận Capital. Cũng như là những bạn nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu những cái sàn giao dịch crypto thì ở phía dưới video cũng có những cái link uh, liên quan đến những sàn như là sàn margin Snapex, Bybit cũng như là sàn Binance và Coinbase và có những cái ưu đãi dành riêng cho những bạn nào mà xem kênh của Thuận Capital và nếu như các bạn có hứng thú với sàn Bybit thì Bybit có một cái ưu đãi đặc biệt dành cho những bài nào mà xem kênh của Thuận Capital nếu các bạn đăng ký từ đây đến ngày 10 tây tháng 7 năm 2020 thì các bạn nạp vào 50 đô các bạn sẽ được thưởng 10 đô nếu các bạn làm những cái thao tác đơn giản như là các bạn kết nối email chẳng hạn thì các bạn sẽ được thưởng thêm 20 đô la và cái phí giao dịch tháng đầu tiên giảm 10% đây là một cái ưu đãi dành riêng cho những bài nào mà đăng ký thông qua link của Thuận Capital. Nếu các bạn có hứng thú thì các bạn có thể bấm vào cái link ở phía dưới video này thì trở lại với lại những cái ca nhiễm thì các bạn sẽ thấy được là Florida không phải là tiểu bang duy nhất có những cái ca nhiễm chúng ta thấy là Cali thì cũng có cái sự tăng trưởng khá đáng kể Cali đã thêm 7.000 ca trong vòng một ngày là ngày thứ ba mới đây và chúng ta thấy được là tiểu bang Texas thì cũng đã có cái sự tăng trưởng là đã tăng 5.489 ca và đặc biệt hơn là những cái tiểu bang như là New York, New Jersey và Connecticut đã đưa ra những cái lệnh là những cái người nào mà đi du lịch hay là từ những cái nơi ở Hoa Kỳ từ những tiểu bang mà có cái sự tăng trưởng cao về ca nhiễm mà đến những tiểu bang New York, New Jersey và Connecticut thì phải bị cách ly 14 ngày nhưng mà đặc biệt ở đây là cái sự cách ly này không phải là cách ly đi theo những cái nơi mà chỉ định bởi những tiểu bang mà các bạn có thể tự cách ly ở nhà nhưng mà phải cách ly thì tôi nghĩ là câu hỏi kế tiếp là nếu như các bạn cần phải đi New York, New Jersey và Connecticut trong thời gian này vì một lý do nào đó thì làm sao các bạn biết được là mình cần phải tự cách ly hay là không? Thì nếu như bạn là một người dân trong những tiểu bang phía dưới này thì các bạn cần phải tự cách ly 14 ngày. Những tiểu bang đó là những tiểu bang nào? Đó chính là tiểu bang Alabama, Arkansas, Arizona, Florida. North Carolina, South Carolina, Utah và Texas Cách đây và tiếng đồng hồ thì tiểu bang Washington cũng bị liệt vào trong những tiểu bang này nhưng mà bây giờ đã không còn trong danh sách mà phải tự cách ly cho nên nếu như các bạn là một người dân trong những tiểu bang nói trên màu đỏ này thì các bạn cần phải tự cách ly khi mà đến tiểu bang New York, New Jersey và Connecticut và những tiểu bang nào mà cần phải bị cách ly thì uh, tiểu bang New York nói là họ sẽ tính theo là mỗi 100.000 người cái số ca nhiễm là bao nhiêu và trung bình mỗi 7 ngày mỗi ngày họ sẽ cập nhật cái thông tin này và họ sẽ đưa ra một cái danh sách là những tiểu bang nào khi đến New York là cần phải tự cách ly và nếu như bạn không tự cách ly thì sao thì nếu như mà họ phát hiện được lần đầu tiên sẽ phạt các bạn là 2.000 đô chế đó là 5.000 đô và có thể lên tới 10.000 đô nếu như mà họ có lý do tin tưởng là bạn đang muốn lây lan bệnh cho người khác nhưng mà làm sao mà họ biết được nếu như các bạn đang đi trên đường thì làm sao họ biết được là các bạn đến từ những cái tiểu bang mà cần phải tự cách ly thì tôi nghĩ là không thể nào họ biết được ngoại trừ là có một ai đó tố cáo các bạn các bạn sẽ thấy được đây là những cái tin tức mà làm cho nhiều nhà đầu tư rất là lán đo ngại tại vì những gì mà xảy ra trong thời gian gần đây khi mà chứng khoán tăng mạnh lại gây dựng lên với cái sự hy vọng là kinh tế mở cửa lại thì tất cả sẽ từ từ ổn trở lại nhưng mà những cái tin tức liên quan đến dịch bệnh thì làm cho nhà đầu tư rất là đáng lo ngại và những tiểu bang như là chúng ta nói tới Connecticut, New Jersey thì chúng ta sẽ không nói tới Nhưng mà tiểu bang New York là một tiểu bang quan trọng và nhất là về mặt tài chính Các bạn thấy là tiểu bang New York ngay cả bản thân thuận trước đây cũng đã sống và làm việc ở New York là gần một năm Nhưng mà nào mà xem kênh Thuận Capital năm 2018 thì cũng đã thấy là Thuận sống hầu hết năm đó là sống ở New York Và làm rất nhiều những cái video ở New York và cái lý do tại sao ở New York là tại vì thường đi công tác à, bởi công ty KPMG tại lúc đó thường đang làm cho công ty KPMG thì nếu như mà không đi công tác được thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với rất nhiều người và có rất nhiều người có nhiều lý do cần phải đến New York để mà làm ăn, cần phải đến New York để mà làm việc. Cho nên những tin tức này thực sự là không được tốt đối với thị trường tài chính. Đó cũng là một lý do chính mà thường nghĩ tới là tại sao mà các chỉ số chứng khoán lại đi xuống mạnh hôm nay và lại tiếp tục đi xuống mạnh ngày mai dựa theo cái tình hình bây giờ đó là những tin tức liên quan tới thị trường tài chính thì muốn đem đến cho các bạn chúng ta bây giờ hãy thay đổi một chút và nói về một số những tin tức liên quan tới thị trường crypto thì chúng ta hãy nói tới cái tin tức được chia sẻ bởi Cointelegraph telegraph về kpmg thì như bạn có đã biết là kpmg là một trong những cái big four có ba công ty lớn liên quan đến kiểm toán đó chính là kpmg rồi chúng ta có deloitte chúng ta có ey và chúng ta có pwc thì kpmg là một công ty kiểm toán rất là lớn và công ty này bây giờ đã đưa ra một cái sản phẩm cho thị trường crypto đó chính là sản phẩm gọi là kpmg chain fusion và sản phẩm này là một cái sản phẩm mà sẽ hỗ trợ những cái công ty lớn ở thị trường tài chính truyền thống mà có ý định tham gia vào thị trường crypto. Giả sử như các bạn là một ngân hàng, các bạn là một công ty tài chính mà các bạn nói bây giờ là các bạn muốn mở một cái công ty liên quan đến crypto, các bạn muốn mở một sàn giao dịch thì phải bắt đầu từ đâu? Tại vì các bạn thấy là một trong những trở ngại lớn nhất bây giờ đó chính là pháp lý. Các bạn cần phải có những cái công cụ nào để mà đảm bảo là sẽ không có vấn đề liên quan tới pháp lý thì KPMG đưa ra một sản phẩm gọi là KPMG Chain Fusion thì các bạn có thể sử dụng sản phẩm này và trong đó sẽ có sẵn những cái công cụ như là KYC hay là các bạn sẽ có sẵn những cái công cụ mà đi theo lực hiện hành bây giờ cho các bạn dễ dàng thâm nhập vào thị trường crypto cho nên đây là một cái tài liệu mình thường nghĩ là đối với thường với các bạn thì cảm thấy là không lớn nhưng mà thực sự là rất lớn tại vì sau này sẽ có nhiều công ty tham gia vào thị trường crypto hơn và những sản phẩm như là KPMG Chain Fusion mà giúp đỡ họ để mà có thể hoạt động trong dòng pháp lý mà không bị vấn đề là một trong những sản phẩm mà sẽ rất hữu ích sau này và đối với Thuận đây là một cái tin tức mà khá lớn Tại vì nhiều bạn có đã biết là Thuận làm cho công ty KPMG trước đây Mà Thuận làm 4 năm Và trước khi mà Thuận rời khỏi KPMG là năm 2018 Thì Thuận đã nói chuyện với lại rất nhiều những giám đốc của KPMG Ở Hoa Kỳ Và thời điểm đó thì rất nhiều người là tránh xa blockchain, tránh xa crypto Tại vì họ nghĩ là đây là một cái thị trường mà sẽ đem đến nhiều rắc rối cho công ty KPMG nhưng mà bây giờ họ đã đưa ra những cái sản phẩm này một điều mà các bạn cần nên biết là những công ty lớn như là kpmg hay là ey những công ty lớn này là không phải khách hàng nào họ cũng chấp nhận không phải thị trường nào họ cũng tham gia tại vì một trong những cái yếu tố dẫn đến sự thành công đó chính là họ lựa chọn khách hàng và họ lựa chọn những cái ngành nào mà họ cần phải tham gia nếu không lỡ như mà họ lựa chọn một ngành hay là lựa chọn một công ty nào mà không tốt mà dẫn đến những cái scandal như là liên quan đến là rửa tiền hay gì đó thì sẽ ảnh hưởng rất xấu đối với danh tiếng của một công ty kiểm toán cho nên việc mà công ty kpmg vào thị trường crypto là một tin đối với thường là rất là lớn Tin tức kế tiếp thì muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới một cái tài liệu ngày hôm nay ở trên Coin Telegraph. Họ đưa ra hai tên tuổi của hai tổ chức mà Coin Telegraph nó đã đứng sau lưng nhiều vụ hát trong vòng mấy năm qua. Và tên tuổi đầu tiên đó chính là Crypto Core. và cái nhóm này cũng có một số những tên khác như là Dangerous Password, Leary Turtle và đứng sau lưng nhiều vụ hát và dựa theo Coin Telegraph thì có tới 5 vụ hát sang là có khả năng cao là đứng sau lưng đó chính là tổ chức crypto core này và ở Hàn Quốc thì cũng có một tổ chức khác gọi là Lazarus Group nhưng mà điều mà quan trọng thân Thì muốn chia sẻ với các bạn đó chính là một lời nhắc nhở là một trong những cái cách mà họ có thể hát được sàn hay là lấy tiền của các bạn đó chính là đưa ra những cái email giả thông qua những cái cách gọi là phishing. Thì phishing là gì? Phishing có nghĩa là họ sẽ tự nhận mình là đến từ một cái nơi nào đó mà bạn tin tưởng giả sử như là họ tự mạo nhận mình là người của sàn Binance rồi họ gửi cho các bạn những cái email nói là bây giờ sàn Binance cần một số tài liệu của các bạn hay là sàn Binance cần phải phải confirm lại tên tuổi hay là địa chỉ hay là password của các bạn. Các bạn đừng nên tin những cái email đó tại vì các bạn cần nên biết là sàn giao dịch cái gì họ cũng biết về bạn. Bạn đã KYC thì không có lý do gì họ cần phải hỏi những tài liệu từ các bạn và thứ nhì nữa là sàn giao dịch cũng không có bao giờ là tự động tìm đến các bạn, các bạn muốn gì các bạn đều phải thông qua support, các bạn cần phải gửi tin nhắn và chờ họ trả lời. cho nên bất cứ ai nhắn tin bạn trực tiếp hay là bất cứ ai mà gửi email cho các bạn hỏi về những tài liệu cá nhân thì các bạn cần phải lưu ý đó có thể là không phải đến từ sàn chính thức và các bạn có thể nhìn kỹ cái địa chỉ của email, tại vì họ có thể giả giống nhưng mà không thể nào giống y chang gì vậy được. Hay là nếu như các bạn sử dụng những mạng xã hội mà các bạn nhận được những cái email nói là có người nào đó là đang muốn sign in, đang muốn đăng nhập vào tài khoản các bạn thì nhiều bạn là sẽ gấp rút bấm vào cái link như là các bạn nhìn thấy trên màn hình cái link sign in thì nhiều bạn bấm vào cái link sign in này từ email và đưa vào cái mã mà họ để với các bạn để mà các bạn có thể là chắc chắn là không người nào ăn cắp cái tài khoản Instagram hay là Facebook hay là thuy đường của các bạn thì các bạn đừng nên làm những điều đó tại vì đây là những cái tài liệu giả mạo tại vì nếu như mà có một ai đó mà muốn ăn cắp tài khoản của, của các bạn thì thực ra mà nói là Facebook cũng không hề nào biết được và nếu như mà ai mà cứ đánh những cái những cái email, những cái tài liệu liên quan tới password mà sai nhiều lần thì lúc đó thì Facebook hay là Telegram những cái mạng hội mới báo cho các bạn cho nên bất cứ email nào mà cho các bạn những cái link các bạn cũng đừng nên bấm vào mà cần phải lên trên trang web chính thức như là các bạn nhận được một cái link là login vào sàn Binance hay là sàn Coinbase thì các bạn đừng nên bấm vào cái link đó các bạn cần nên đi thẳng vào trang web đây là một cách để các bạn có thể tự bảo vệ mình. Và cái tin tức cuối cùng đó chính là một tin tức cho những mày nào mà đang lưu trữ đồng US thì có một số những cái tài liệu bây giờ cho thấy được là có cái số lượng lớn đồng US đã bị di chuyển và cái số lượng lớn đồng US này là phụ thuộc vào cái nhóm mà lừa đảo như bạn cũng đã biết đó chính là lừa đảo Plus Token và tổng cộng cái số lượng đồng US này đã lên tới con số là 26.316.339 đồng US có nghĩa là khoảng 67 triệu đô la tính theo cái giá hiện tại đã được di chuyển và cái điều mà nhiều người lo lắng ở đây là họ di chuyển không phải là họ sắp sửa bán hay là không nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì các bạn thấy được là giá của đồng US vẫn chưa có cái sự thay đổi nào gọi là lớn Các bạn nhìn thấy đồng US bây giờ là xếp hạng thứ 10 Và trong vòng 7 ngày qua thì xuống 2,7% thì cũng rất tương tự như là những cái đồng trong cái top 10 trong vòng 7 ngày vừa qua và cho nhiều bạn đã nhớ là đồng EOS là một trong ba đồng mà dính với cái vụ uh, scam plus token. Cái nhóm plus token này đã có thể lừa đảo được là 3 tỷ đô la. Trong đó có đồng Bitcoin, Ethereum và EOS. Và nhiều người cho là lý do tại sao năm 2019 nửa năm còn lại giá cả không lên được là tại vì có cái số lượng lớn đồng Bitcoin đã bị bán bởi cái nhóm plus token này. Tuy nhiên đây chỉ là những cái phỏng đoán bây giờ sự thật là cái số tiền để di chuyển nhưng mà còn phải di chuyển để mà bán hay là không thì chúng ta vẫn chưa thấy điều đó xảy ra và đặc biệt hơn là bây giờ là đồng EOS giá cả vẫn khá ổn định và cũng giống như là những cái đồng lớn chứ không có gì gọi là quá khác biệt và đây là những gì mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và lúc mình hoàn kết thúc video các bạn thấy là giá Bitcoin đã cắm đầu xuống ở cái mức là bây giờ chỉ còn có 9093. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.